Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại cái chuyên mục Làm đẹp sẽ yêu mỗi ngày cùng Mr. Xuân Hoàng. Ngày hôm nay chúng ta không còn là làm đẹp nữa mà chúng ta sẽ hồi xuân các bạn. Hôm nay trước mắt các bạn có một em xe khá là hiếm. Một em lăng 73, sinh năm 1986. Này mình gọi là em được rồi ha. Của một anh khách hàng, để cũng lâu lắm rồi. Các bạn coi nè. Xét một. Không sao, mình càng nhìn những em này mình càng thích các bạn. Tại vì có cơ hội cho em nó cải lão hoàn đồng. Rất là nhiều phương án được đưa ra, rất là nhiều cái để làm đẹp cho em này. Các bạn nhìn em này à, nó xét nó một cách kinh khủng luôn. Các bạn phải coi thiệt kỹ cái em này đi. Gần như là chúng ta phải phục chế lại hoàn toàn luôn rồi các bạn. Đây là một mẫu xe mà hiện tại bên Nhật rất là thích. Rất là nhiều kiểu độ của em này được đưa ra, nhưng mà đa phần chúng ta độ là tiện nghi, nhưng hình dáng sẽ giữ nguyên. Các bạn ra xa chúng ta cùng nhìn em này một chút nè. Nhìn thẳng ở đây nè. Cái phong cách, cái form nó hơi ngắn ngắn ha. Rất là độc. Xe chỉ có hai cửa thôi. Đồ đạc phụ tùng em này thì hoàn chất thử rồi. Trên thế giới cũng còn rất là nhiều. Rất là dễ mua, dễ đặt. Đây chúng ta cùng coi khoang động cơ của em nó. Các bạn nhìn vô đi, chắc chắn là hết chạy được rồi ha. Bên trong khoang động cơ gần như mục nát, hư hỏng hết trơn rồi, điện đóm. Em nói bây giờ không khác gì một em đồng nát luôn các bạn. Nhưng thực sự chính vì như vậy mới hấp dẫn ha. Mới hấp dẫn coi là chúng ta, khả năng chúng ta làm được tới đâu. Thì bây giờ em này có 3 hạng mục chính phải tập trung vô. Đầu tiên là phải phục hồi cứu sống là em nó đã. Thứ hai, khung gầm bệ sườn kính, tất cả mọi thứ đều phải gia cố làm lại hết. Thứ ba là khoang nội thất và option tiện nghi cho em nó. Vâng các bạn, Hoàng đã cho hạ cái trái tim của em nó xuống rồi. Bây giờ đang đợi các anh thợ máy kiểm tra và đánh giá tình hình của em nó. Ta coi vô đây nè các bạn, tất cả chi tiết. Thật sự em này để ngoài trời Hoàng nghĩ chắc ít nhất cũng phải 2 năm ngoài trời. Các chi tiết mục nát quá nhiều đi. Rồi cái này cái máy nó để nó quá lâu giờ phải rã ra. Rồi kiểm tra chi tiết ở trong mới biết được. Đúng rồi. Cũ quá rồi. Cũ quá rồi. Nhưng mà khả năng phục hồi nó là bao nhiêu phần trăm? Cũng được 90%. 90% phải không? Rồi anh em cố lên. Vâng, những ngày đầu của giai đoạn đầu tiên của em nó là chúng ta bây giờ phải phục chế lại gần như là toàn bộ phần khung sườn các bạn. Tất cả mọi thứ gần như là mục nát theo thời gian hết rồi. Bây giờ cái
là giai đoạn có thể nói là cực nhất của cái việc phục chế, đó là đồng làm đồng lại gần như là toàn bộ. Các anh thợ đang phải làm lại từng miếng từng miếng từng miếng. Đối với một số bộ phận giống như cái vừa rồi chúng ta thấy đó là cái khung kính thì không thể nào mà phục hồi được nữa. Tại vì đây các bạn đi theo Hoàng, kính mà nó mục nát hết như thế này rồi nè các bạn, đây thì bắt buộc chúng ta phải chế tác thủ công lại một cái mới hoàn toàn các bạn. Toàn bộ những cái phần tôn, phần khung sườn xe đã được thay thế và hàn lại rồi nè, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Thì đã vừa qua là đã cái này đã đi được khoảng 50% đoạn đường rồi cho việc đồng rồi. Vậy là sau gần 1 tháng rưỡi là cuối cùng cái phần đồng đã cơ bản hoàn thiện xong rồi các bạn. Và sau khi mà đo đạt ráp lên vừa khớp hết thì bây giờ bắt đầu tới giai đoạn tiếp theo. Đây là các bạn thấy cái lớp này được tên là lớp epoxy các bạn. Sau khi chúng ta xả hết toàn bộ cái phần sơn cũ nè, mài nhẵn cái bề mặt của cái lớp vỏ thân xe thì chúng ta bắt buộc phải phủ một cái lớp epoxy này. Thì cái công dụng của lớp epoxy này nó sẽ ngăn ngừa chống rỉ sét cái phần vỏ xe. Đây là toàn bộ phần mái của hàng lăng SC73. Trong lúc tháo ra đó, cái mức độ của nó thư là hết 80%. Và rạ ra rồi kiểm tra thay thế là cốt máy, sơ mi, bít tông bạc. Rồi trong cái phần đó thay là Denco nè, rồi bơm nước, bơm xăng rồi là hư hết, là thay mới lại. Với cái phần vỏ xe mà sau khi đã mục nát hoàn toàn á, thì bây giờ sau khi ráp lại chúng ta phải căn chỉnh khi mà cửa đóng vô có khớp chưa nè. Đó. Rồi tất cả các cái mép, các cái gân bắt buộc phải đều nhau nè, thẳng hàng hết nè. Thì tới phút này, giai đoạn này thì bắt đầu các anh thợ bắt đầu xử lý matit các bạn, bắt buộc rồi. Đối với cái phần những cái phe mà làm đồng lại thì chúng ta phải sử dụng matit để cho cái bề mặt vỏ xe nó phẳng nhất có thể các bạn. Thì sau khi mà cái lớp matit này xong thì chúng ta sẽ sơn lót xám. Các bạn nhìn thấy cái công đoạn của đồng sơn nó rất là kỳ công. Thì những cái công đoạn này chúng ta sử dụng cái nguyên vật liệu tốt nè, cộng thêm cái anh thợ kỹ tính nè, thì cái sản phẩm khi mà phục hồi xong nó sẽ đạt được hiệu quả khoảng
85-90% so với lúc ban đầu là đạt yêu cầu các bạn. Cơ bản lúc này là bên trong là cũng đã xử lý xong được một lớp epoxy rồi các bạn. Chúng ta còn hai lớp nữa. Bề mặt này hơi sần sùi là các anh thợ vừa mới xử lý một cái lớp có cái tác dụng là chống thấm nè, cách âm nè và cách nhiệt luôn các bạn, vì đây là gần khoang máy để cách nhiệt vào xe. Thì cái lớp này lúc trước đây thì chúng ta hay gọi là lớp len coat, toàn bộ cái phần sàn xe cũng đã được xử lý một lớp undercoat. Và sau khi cái lớp này xong thì chúng ta sẽ dán thêm một lớp chống rung nữa, thì cái bề mặt sàn lúc này sẽ được gần như zin nha các bạn nha. Toàn bộ phần vỏ xe bên ngoài đã được xử lý gần như là xong xuôi hết rồi. Lúc này tất cả những cái đường gân các bạn nhìn đây nè, kể cả những cái phần ở dưới đây nè, đều được xử lý như zin các bạn. Đây nè, các bạn có thể nhìn các cạnh ở đây. Đây, đây các bạn nhìn cạnh ở đây. Đây, và kể cả những cái đường gân ở đây nữa, những cái đường gân đó được anh thợ, các anh thợ là đo là nó thẳng hoàn hảo nhất có thể, và cái bề mặt này nó rất là mịn các bạn. Đây, những cái cạnh này, kể cả những cái sùng này, những cái sùng này là anh thợ đưa về như zin như nguyên bản luôn. Đây, bề mặt bên đây mấy anh thợ đang xử lý những khâu cuối cùng trước khi chúng ta đưa vô phòng sơn. Lúc này sờ cái bề mặt nó đã lắm các bạn. Đó, công đoạn đồng sơn chúng ta đã đi được 90% rồi. Bây giờ đưa vô phòng sơn đổi màu nữa là xong. Anh khách hàng quyết định chọn một mã màu cũng khá là lạ các bạn. Màu này nhìn sơ sơ giống như cái màu vỏ hột gà vậy đó, giống màu beige. Cái tên code của em này thì nó là Sandy Toe. Sandy Toe.
Khi mà các em thực hiện xong hai lớp sơn và hai lớp bóng thì nhìn cũng rất là độc các bạn. Như các bạn thấy đó, tại Mastercare thì Hoàng có rất là nhiều cái gói sơn đổi màu. Như cái gói sơn này là chúng ta hạ máy và sơn luôn phần khung gầm cũng như là phần sườn bên trong xe, chúng ta sơn hết. Có những gói sơn đổi màu thì chúng ta hoàn toàn không hạ máy, xả hết lớp sơn cũ và sơn bên ngoài thôi. Và cũng có những gói sơn thì chỉ là sơn lớp sơn bên ngoài thôi, nhưng mà tại Mastercare thì Hoàng rất là ít thực hiện cái gói sơn đó. Đa phần thì chúng ta xả hết lớp sơn cũ và xử lý lại bề mặt và sơn lớp sơn mới thì nó sẽ đặc biệt hơn. Đây là toàn bộ tất cả các chi tiết đang chuẩn bị để ráp vô trái tim của em lăn SG73 các bạn. Thì trong tất cả các chi tiết này, những cái chi tiết nào mà còn sử dụng được thì bên Hoàng đã cho phục chế lại và làm mới, xi mới toàn bộ luôn các bạn. Ví dụ như những con ốc zin này nè, thì là Hoàng đã cho xi lại mới hoàn toàn luôn, gần cả ngang con ốc luôn các bạn. Nhưng có một số bộ phận đã hư rồi thì chúng ta bắt buộc phải thay thế, ví dụ như là bít tông bạc ha. Những cái bít tông bạc này thì không thể sử dụng được nữa, thành ra Hoàng đã cho đặt về bít tông bạc mới 100% luôn. Rất là nhiều bộ phận mới được đặt về. Một phần rất là may mắn là như Hoàng đã chia sẻ ngay từ đầu, em lăn FC73 này là được khách hàng Nhật rất là ưa thích, thậm chí bên Toyota đã tái bản cái em này luôn rồi. Thành ra những cái phụ tùng chính hãng của em này đặt về thì cũng không khó khăn lắm đó. Thì toàn bộ tất cả các chi tiết các anh thợ đã chuẩn bị xong, và bây giờ chúng ta sẽ hồi sinh trái tim của em FG73. Bây giờ là trong thời gian chờ đợi các anh thợ sau khi để ráp hoàn thiện trái tim của em nó, thì chúng ta tiếp tục đến cái hạng mục tiếp theo các bạn. Anh khách có chia sẻ với Hoàng là anh sẽ sử dụng em này để mà off-road tại Đà Lạt, thành ra mong muốn của anh là làm cho anh một cái dàn chân thiệt tốt. Đây, chúng ta kiểm tra sơ nè các bạn. Phục trước thì bây giờ là hôm bữa Hoàng có cho canh thợ các bạn nhìn này, nhìn thôi bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể thấy được rồi, là gần như là hết hoạt động hoàn toàn rồi. Phần nhíp trước xét hết rồi, thua luôn. Đây, chúng ta coi bên này. Phần nhíp sau nè. Đó. Phục sau nè. Ốc ác rồi, phuộc là thua luôn rồi. Dàn này giờ chỉ có đứng cứng đờ thôi. Đây, Hoàng đã đặt sẵn rồi. Hoàng đặt là nhíp trước, nhíp sau, phuộc trước luôn. Phuộc thì Hoàng xài phuộc là ARB, hơi bị chất lượng luôn nha. Toàn bộ dàn phuộc rất là ngon lành. Phuộc trước, phuộc sau, toàn bộ dàn cao su, nhíp trước nhíp sau, đảm bảo khi mà bây giờ chúng ta lắp lên thì là em nó sẽ là vận hành off road là ngon lành luôn. Nhưng mà các bạn biết không, nó còn nhiều lắm. Đây, chúng ta vô đây nè. Sau khi mà chúng ta làm xong phần gầm xong là chúng ta sẽ tiếp tục tới là phần cầu, cầu trước cầu sau. Làm xong phần cầu là chúng ta phải qua phần thắng nữa các bạn. Bộ thắng cũng là đi luôn rồi. Và sau khi xong phần thắng là chúng ta tới phần chuyển động, tới phần thước lái. Còn quá nhiều hạng mục. Nhưng mà bây giờ Hoàng xin phép tạm dừng clip em này tại đây. Chúng ta sẽ kết thúc tập 1 ở đây, và phần hoàn thiện em nó sẽ để dành tập 2. Thì sẵn đây, Hoàng hỏi các bạn luôn là khi mà
bạn chia lẻ nhiều tập ra, tập 1 và tập 2 như vậy, với lại cái câu chuyện là Hoàng làm xuyên suốt một cái tập mà dài thiệt dài, thì các bạn thích cái kiểu nào hơn thì comment cho Hoàng biết nha. Rồi, một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn thật nhiều khi đã đồng hành cùng Hoàng cùng chiếc clip này. Nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên cho Hoàng một like với một share nha. Hẹn các bạn ở tập 2, chúng ta sẽ hoàn thiện em Land Cruiser FZ73 40 tuổi này. Bye bye.